Gia đình chị Triệu Thị Luyến là một trong những hộ trồng na tại vùng trọng điểm na xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Những năm trước, chị đã tìm hiểu về mô hình na giải vụ nhằm kéo dài thời gian thu hoạch. Song do chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật thực hiện nên khi áp dụng không thành công. Đến năm 2021, được Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình tại xã, gia đình chị là một trong những hộ tiên phong thực hiện. Qua một năm áp dụng, gia đình chị thấy được những hiệu quả cũng như lợi ích rõ rệt từ mô hình này đem lại. Tôi thấy thì làm na giải vụ thì cũng dễ làm đấy ạ. Quả thì to hơn, chất lượng hơn, ăn cũng ngọt. Giá bán thì cũng được giá hơn đấy ạ. Bình quân ví dụ như là na chính vụ, mình chia bình quân ra thì tầm được trung bình khoảng từ 20 đến 27 nghìn một cân. Thế còn na giải vụ thì như năm vừa rồi tôi bán thì cũng được 40 nghìn một cân. Trên diện tích trồng na của gia đình anh Kiều Thượng Chất, một trong những hộ tham gia mô hình, tại thời điểm gần cho thu hoạch quả na sớm, trên cùng một cây có các quả to và quả vừa ở đầu cành, dự kiến cho thu hoạch vào vụ sớm, chính vụ, khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 9. Hoa đang được thụ phấn và lớp quả nhỏ trong thân cành sẽ cho thu quả vào vụ muộn tháng 10 đến tháng 11. Na giải vụ nó rất hay ở chỗ là ta chủ động được thời vụ, tức là có thể là cho na ra sớm hẳn hoặc muộn hẳn, nó không trùng với những loại hoa quả khác, thành ra là trên thị trường là rất là dễ bán. Năm ngoái thì tôi làm theo ô mẫu, thế năm nay là diện tích là tôi tăng ra toàn bộ diện tích của nhà là hơn 1 ha. Mô hình na giải vụ được triển khai từ tháng 11 năm 2021 tại xã La Hiên và xã Phú Thượng với diện tích 3 ha và 8 hộ dân tham gia. Qua hơn một năm thực hiện, bước đầu đã có sản phẩm na giải vụ, chất lượng quả to đều, mẫu mã đẹp và vị ngọt đậm. Bên cạnh đó, giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân vùng cao. Theo kết quả hạch toán sơ bộ cho thấy, mỗi hecta na giải vụ thu lãi trên 266 triệu đồng, cao hơn sản xuất thông thường 61 triệu đồng, tương đương 2,2 triệu đồng một sào. Đối với cái định hướng để phát triển cái mô hình na giải vụ thì thứ nhất là khi chúng ta đã đánh giá sau 3 năm thực hiện và có cái kết quả cụ thể thì sẽ tuyên truyền cho bà con là mở rộng cái diện tích na giải vụ. Hai nữa là đề nghị địa phương có những chính sách về hỗ trợ để bà con mở rộng cái mô hình này. Nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ quả na ra thị trường ngoài tỉnh, thời gian gần đây, cùng với việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng quả na, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng đã được các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm và tích cực thực hiện để cây na không chỉ là cây trồng xóa đói giảm nghèo ở vùng đất núi đá vôi, mà còn là cây trồng làm giàu cho người dân nơi đây.